ăn sáng rồi. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 27 tháng 3, mình vừa đọc trên báo VN Express thì hiện tại đang có 155 ca nhiễm bệnh ở Việt Nam rồi. Tình hình thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bar, spa, tiệm cắt tóc đã đóng cửa rồi. Và đặc biệt là các phòng tập thể dục thể hình, phòng gym cũng đã đóng cửa. Và đó là cái điều mà khiến cho các anh em gymmer trong mấy ngày qua rất là nhốn nháo luôn. Bản thân mình là một người ở trong ngành cho nên là khi các phòng gym đóng cửa thì mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mặc dù như các bạn biết thì ở nhà mình có một cái home gym để dành cho việc coaching của mình. Các dụng cụ thiết bị ở đây thì khá là đầy đủ. Nhưng cái vấn đề mình muốn nói ở đây đó chính là không phải tất cả mọi người đều có một cái phòng home gym ở nhà đầy đủ thiết bị dụng cụ để mọi người tập luyện duy trì qua cái mùa dịch này. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video này thật nhanh thôi để hỗ trợ các bạn trong việc định hướng cách tập luyện ở nhà cũng như là setup những bài tập làm sao cho hợp lý và hiệu quả. Riêng bản thân mình, thành thật mà nói thì mình cực kỳ ủng hộ cái việc đóng cửa các phòng gym, các phòng tập thể dục thể hình hiện tại lại. Nhiều bạn sẽ cho rằng là do mình có cái home gym, một cái studio riêng ở nhà cho nên là mình không có sợ thiếu đồ tập luyện, không có sợ thiếu tạ này kia. Nhưng tất cả những cái điều mình nói ở đây là đều mang cái ý kiến khách quan và cái nhìn khách quan nhất cho tất cả số đông chứ không phải là riêng bản thân mình. Việc các phòng gym cũng như là những cái khu vui chơi tập trung đông đúc được nhà nước ra lệnh đóng cửa tạm thời, mình nghĩ là một cái động thái rất là cần thiết và cấp bách. Bởi vì nếu như mà đánh nhanh thắng nhanh và kiểm soát được dịch tốt thì chúng ta sẽ sớm có thể quay lại được phòng tập, và lúc đó thì cái môi trường tập luyện nó cũng sẽ an toàn và tốt hơn. Tránh cái việc là như bây giờ mọi người còn rất là chủ quan về cái vấn đề dịch này. Chính vì vậy mà mình hy vọng rằng tất cả mọi người hãy tạm gác những cái lợi ích cá nhân của mình qua một bên và cùng chung tay với cộng đồng, chung tay với nhà nước đẩy lùi dịch nhanh và sớm. Mình thường có một cái câu nói vui ví von như thế này với những cái đứa bạn của mình để mà tụi nó chịu ở nhà, không có đến phòng tập trong cái thời gian dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp như thế này. Đó chính là một người khi ra tù ở năm 40, 50 tuổi, thậm chí là nhiều hơn thế, họ vẫn có cơ hội và họ vẫn có thể làm lại được cuộc đời. Nhưng đối với những người chết thì không. Ok, quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó chính là home workout. Thật ra thì cái việc các phòng gym đóng cửa khiến cho mọi người rất là nhốn nháo từ cái việc là phải tập luyện ở nhà sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trục trặc. Nhưng để mà nhìn nhận một cách khách quan thì tập luyện ở nhà cũng có những cái thú vị và những cái lợi ích riêng có thể đem lại cho các bạn không thể nghĩ tới. Nếu như đây là lần đầu các bạn xem video của mình thì channel DFitVN là nơi các bạn có thể tìm xem những video về fitness, rất là nhiều thứ từ kỹ thuật tập luyện, dinh dưỡng cho đến những cái món accessory các bạn có thể dùng đi tập. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, thấy hay thì share, và tuyệt vời hơn nữa thì hãy nhấn nút subscribe cũng như là cái nút chuông ở bên dưới để YouTube thông báo cho các bạn mỗi khi mình ra clip mới ha. Cái lợi ích thứ nhất mà các bạn không thể nào phủ nhận được đó chính là chúng ta vẫn có điều kiện, vẫn có cơ hội để rèn luyện sức khỏe cũng như nâng cao đề kháng trong cái đợt dịch này. Có nghĩa là dù không ra được phòng gym nhưng các bạn vẫn có cơ hội để có thể xây dựng sức khỏe và tăng sức đề kháng cho bản thân mình, chứ không phải là không còn cách nào để tập luyện. Đó cũng là một tín hiệu đáng mừng. Bằng việc tập luyện đúng phương pháp, đúng kỹ thuật cộng với áp dụng những phương pháp tập luyện khác nhau mà các bạn vẫn có thể giữ được sức mạnh cũng như là lượng muscle, lượng cơ bắp của các bạn trong quá trình tập luyện trước đó. Có thể cái lượng volume cũng như là cái độ pump của buổi tập nó không thể nào bằng với việc các bạn tập luyện ở gym, nhưng chắc chắn một điều rằng bằng những phương pháp tập luyện khác nhau cũng như là tập luyện đúng kỹ thuật thì tập luyện ở nhà vẫn phần nào có thể giúp được các bạn giữ được cái lượng muscle cũng như là sức mạnh của các bạn. Và cái lợi ích thứ ba là cái lợi ích mà mình cảm thấy là cực kỳ thú vị mà rất là nhiều người không nghĩ tới, đó chính là trong cái thời gian tập luyện ở nhà này các bạn có thể tập trung vào việc xây dựng lại mobility, tức là sự linh hoạt của các bạn, technique tức là kỹ thuật, và rehab cũng như là prehab.
Tức là các bạn sẽ có thời gian để phục hồi những chấn thương trong quá trình tập luyện nặng trước giờ, cũng như là các bạn sẽ có thể xây dựng, bắt đầu tập luyện dần để làm quen lại. Sau này khi phòng gym mở lại, các bạn có thể quay trở lại tập luyện tốt hơn, hiệu quả hơn. Cái mục số 3 này mình tin chắc chắn rằng rất là nhiều người khi đi tập, tới phòng tập sẽ rất là dễ bỏ qua và sẽ rất là lười tập. Cho nên cái thời gian này sẽ là cái thời gian mà các bạn dễ có thể tiếp cận và nắm bắt nó hơn. Thứ tư, lợi ích cuối cùng mà mình nghĩ nó cũng rất là thú vị, đó chính là khi các bạn tập luyện ở nhà, nó sẽ kích thích trí tưởng tượng cũng như là sự sáng tạo của các bạn. Khi các bạn cần phải nghĩ đến việc làm sao để thay thế bài tập đó bằng cái phương pháp này, bằng cái dụng cụ này, dụng cụ kia. Từ ngày các phòng gym bắt đầu đóng cửa thì mình nhận thấy rằng có rất là nhiều bạn ở trên Facebook, Instagram, những influencer, những vận động viên hay là những idol của các bạn đã đăng rất là nhiều những cái video hướng dẫn tập về home workout rồi. Và mình nhận thấy là có rất là nhiều bạn làm cũng rất là tỉ mỉ và cũng khá là đầy đủ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ không dẫn giải nhiều về các bài tập mẫu. Có thể mình sẽ làm một video riêng về các bài tập mẫu và một clip khác. Nhưng clip ngày hôm nay mình sẽ tập trung nói về chia sẻ cho các bạn những phương pháp tập các bạn có thể áp dụng vào một cái buổi tập để giúp cho nó hiệu quả hơn và nó có mang tính challenge nhiều hơn cho các bạn. Where is
tập mà mình có thể chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay, để các bạn có thể áp dụng vào những cái buổi tập home workout của mình để cho nó hiệu quả và challenge hơn. Và chắc chắn là ngoài những cái phương pháp tập này thì sắp tới mình sẽ cố gắng quay và đem đến cho các bạn những cái bài tập mẫu ở nhà để các bạn dễ hình dung và dễ áp dụng hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành. Chúc tất cả chúng ta sẽ luôn cố gắng đoàn kết và vượt qua mùa đại dịch này.